Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có bày heo tách bày nè các bạn. Mình sẵn đây mình quay mình trộn thuốc cho các bạn xem để cho tách bày ra cho ăn tự do mà không bị tiêu chảy nha. Sẵn đây thì mình có lời khuyên dành cho các bạn nè. Các bạn mới á, các bạn mua heo không có thì các bạn đừng có mua heo trên mạng, các bạn xác định được cái địa điểm bán và cái nguồn gốc á thì các bạn hãy mua. Để bây giờ mình phân tích sơ cho các bạn để các bạn nắm cái thông tin giá heo nha. Hiện tại các trại đang bán là 8 đến 10 kg, là dao động là từ 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 8 một con. Công ty là 18 đến 10 kg, là dao động là khoảng 2 triệu 50 ngàn một con. Đó. Bây giờ hiện tại các bạn trên mạng nó đang giao bán các bạn là 18 đến 20 kg là 1 triệu 2 một con. Mình phân tích đơn giản ha, ví dụ mình lấy cái chỉ tiêu là 10 con, 10 con là bán được 12 triệu đúng không? Mà trong khi các bạn nuôi lên 18 đến 20 kg thì các bạn chi phí nè. Con nái mang thai 4 tháng, nuôi con tháng là 5 tháng. Chi phí cho con nái bình thường là ăn từ 2,2 kg đến 2,5 kg, nuôi con là ăn tự do mà ăn cám mắc tiền hơn. Thì bây giờ mình lấy chỉ tiêu là một ngày nái ăn 3 kg là tính 30 ngàn thôi, là 5 tháng là 4 triệu rưỡi tiền cám nái chi phí ha. Rồi heo con mà tách bầy 7-8 kg ăn lên một bao heo con là 470 thì nó rơi vào tầm 22 đến 24 kg. Giờ nó mới 18 kg thì mình tính khoảng 400 ngàn thôi. Là một con thêm 400, chục con 4 triệu với 4 triệu rưỡi tiền cám nái nữa là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi mà tiền xe người ta giao tới nhà cho các bạn là không tính tiền. Là 1 triệu rưỡi nữa là 10 triệu. Mà trong khi đó là tiền tinh, tiền thuốc rồi nái tách bầy ra 1-2 tuần sau là ăn cám là chưa có chi phí nữa đó. Là họ lời 2 triệu, bây giờ cho chi phí tiền tinh, tiền thuốc với tiền cám sau khi nái tách bầy là 1 triệu nữa đi, thì họ lời 1 triệu. Thì các bạn nghĩ sao mà nuôi con hai con nái là 5 đến 6 tháng mà đẻ cái heo con ra mà chỉ lời có 1 triệu một con nái. Thì các bạn suy nghĩ về vấn đề này nha. Đây là ý kiến của mình, còn các bạn muốn mua thì các bạn mua. Còn mình không có ép gì hết, đây là lời khuyên để cho các bạn, để các bạn nắm, để các bạn xác định được các bạn mua heo nha. Chứ mua về hôm nay á, là cười hút hít khích, heo đẹp, heo sung quá trời. Bắt đầu ngày mai là ôm nhau khóc, tại vì ngày mai là bắt đầu nó bỏ ăn rồi, nó hao, nó chết từ từ rồi. Thì khoảng chừng tuần, 2 tuần là hết bầy, nó chết các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi bây giờ với đàn heo của mình á, thì mình sẽ quay, mình hướng dẫn trộn thuốc cho các bạn nha. Hôm nay mình có hai bầy heo này, mình chuẩn bị tách bầy nè các bạn. Hôm nay nữa được 23 ngày nha. Heo của mình ăn uống khỏe mạnh. Đó, cái bầy này lúc trước là mình quay heo giống cho các bạn xem nè. Rồi bầy bên đây là mình chuẩn bị tách bầy nữa nè. Chung ngày luôn các bạn. Bầy này để buổi tối thì bầy đằng đẵng là đẻ ban ngày. Thì mình sẽ tách bầy nó. Mình hướng dẫn các bạn cho ăn tự do mà không bị tiêu chảy nha. Và hướng dẫn thêm các bạn là ăn nhiều luôn. Heo nó ăn cành hông luôn. Giống như con này nè. Ăn là bụng phì luôn nè. Đó, nó đang ăn nè các bạn. Mà cái bụng nó phì luôn á. Những con này là no hết, con nào cũng bụng phì chứ á. Chứ nó bú sữa mẹ nó thì nó không phì được gì đâu, nó chỉ ăn nó mới phì được các bạn. Thì sữa mẹ nó bây giờ hết rồi, đâu có còn sữa nữa. Con nào cũng ăn cành hông chứ á. Rồi để bây giờ mình tách bầy nó rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho ăn nha. Và cho heo con ăn rất là nhiều luôn, ăn no cành hông thôi luôn. Còn thường thường heo các bạn nuôi theo cách truyền thống á, các bạn tách bầy ra thì nó ăn bình thường thôi, nó ăn no, nó nghỉ. Mà cái bụng nó không có được cành hông, bụng bự đâu. Chiều hôm nay á, mình cập nhật cái đàn heo của mình cho các bạn xem nè. Mình cập nhật nha. Là heo của mình nó vừa tách bầy hôm nay. Mình sẽ tập cho nó ăn. Mà nó ăn cành hông, nó ăn nhiều luôn các bạn. Ở ngoài trời mưa các bạn, ngày mai thì mình sẽ rửa sàn nó nha. Ngoài trời đang mưa nè, đang rớt hột, đang mưa. Đây, thức ăn nó nè. Rồi qua tới bầy bên đây. Bầy bên đây cũng dơ luôn. Ngày mai mình cũng rửa sàn cho nó luôn. Nó đòi ăn đó các bạn. Vừa tách bầy là đòi ăn rồi. Còn cái bầy bên đây á, là nó đẻ được 11 con mà nó khô hết 9 con rồi. Chỉ còn 2 con thôi. Không có gì quay cho các bạn xem hết nên mình không có quay video. Rồi bây giờ mình để cho nó ăn cho các bạn xem nha. Nó ăn một máng này xong là có thể là nó ăn thêm một máng nữa đó các bạn. Heo mình ăn mạnh lắm. Các bạn muốn nó ăn nhiều, ăn cành hông, ăn bụng bự luôn á, thì các bạn phải làm theo cách của mình thì nó mới ăn nhiều được. Để ngày mai mình sẽ hướng dẫn các bạn cho nó ăn nha. Rồi, ở đây thì để qua bầy kế bên. Đây. Tách bầy ra ăn tự do, đảm bảo các bạn ăn cành hông luôn. Vẫn không bị tiêu chảy, heo khỏe mạnh bình thường, lớn bình thường. Nó ăn nhiều là nó lớn nhanh nè các bạn. Nó ăn nhiều thì cơ thể nó khỏe mạnh thì nó sẽ chống chọi được với bệnh tật nha. Ngày mai thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho nó ăn. Rồi hẹn các bạn sáng mai thì mình sẽ tập cho nó ăn nha các bạn.
Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mới trộn cám với mốc để cho heo con ăn. Sau khi tách bầy không bị tiêu chảy, mình khuyến cáo các bạn nên tập cho heo con ăn sớm từ khi heo theo mẹ. Thì cái vấn đề mà sau khi tách bầy trộn như thế này nè, là mình sẽ bao cho các bạn về vấn đề tiêu chảy luôn. Ở đây là mốc bột này các bạn. Ví dụ 1 kg các bạn xài không hết, các bạn chia ra nhiều bột nhỏ gì nè, các bạn bóp hết không khí ra, các bạn buộc thùng kính lại để bảo quản nha. Xài xong nhớ buộc lại nha các bạn. Cách đơn giản nhất á, các bạn mỗi lần á là các bạn trộn 300g cám với 1 muỗng nhỏ mốc hết á, thì các bạn trộn thêm, các bạn thì trộn một lần nhiều nha. Đây là cách đơn giản để mình cho các bạn mới dễ. Cái này là cách đơn giản và nhanh nhất các bạn. Và vấn đề này, cái này là heo con ăn nhất hơn nha. Cách sau nó hơi cực hơn xíu, nhưng mà heo con ăn nhiều đảm bảo các bạn là nó ăn no bụng thành hông luôn. Rồi ở đây là mình đổ vô khoảng 300g cám nha các bạn. Rồi mình múc 1 muỗng ngao mốc, mình rưới đều lên rồi mình trộn. Rồi thứ gì thì mình đổ vô máng, rồi mình để cho heo con ăn nha. Rồi cái máng thứ hai của chị luôn, ở đây là mình có 2 bầy các bạn, 300g cám, mình trộn 1 muỗng ngao mốc nè. Ngao mốc của mình là trắng tinh luôn. Bây giờ mình cho các bạn coi cái lượng ngao mốc của mình gần hơn nha. Rồi đây nè các bạn, đây là amốc của mình nè, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Amốc của mình rất là mịn luôn nha. Amốc này là amốc ngọt nha các bạn, không phải là amốc đắng đâu, nó ngọt và lạnh như đó. Heo con rất là thích ăn luôn. Các bạn để ngay chân chỗ đường kiến đi á, là nó bu luôn á, chỗ nào mà kiến nhiều là nó lại nó bu amốc của các bạn luôn á, nó ăn á, nó ngọt á. Rồi ở đây thì mình cũng trộn luôn nè các bạn. Rồi mình đổ vô. Đó, như vậy á, thì mình để heo con ăn hết là trộn thêm hết, trộn thêm nha. Các bạn cho ăn theo cách của mình từ lúc heo con còn theo mẹ tập ăn sớm á, là các bạn cứ ăn thoải mái hết thì các bạn trộn thêm, một ngày ăn 3-4 kg vẫn bình thường. Còn cái vấn đề mà bị E. coli á, thì các bạn là nên làm E. coli trên nái nuôi con, hoặc là heo con đẻ ra các bạn làm E. coli nha. Còn trường hợp mà các bạn không có làm, hoặc các bạn có làm nhưng mà nó vẫn bị E. coli á, thì các bạn liên hệ với mình sẽ hướng dẫn các bạn và mình sẽ gửi thuốc cho các bạn để các bạn điều trị hiệu quả, đảm bảo là 100% là thành công sống hết. Hoặc là các bạn xem lại cái clip của mình hướng dẫn mà điều trị E. coli á các bạn. Rồi đây là cách thứ nhất nha. Bắt đầu qua cách thứ hai thì nó hơi cực hơn các bạn. Cách thứ hai á là mình sẽ cho nó uống sữa các bạn. Đây là sữa tươi của em bé nè, mình pha với nước ấm nha. Cách này á là kích thích con heo ăn được nhiều hơn. Mà các bạn chịu khó chịu cực xíu đi, ăn cái cách này á là heo của các bạn là nó ăn nhanh và nó mau lớn các bạn. Ăn nhiều nữa, ví dụ như các bạn ăn là 300g, ăn thêm 300g nữa là bầy mới tách bầy là nó no rồi, không ăn nữa. Rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ pha sữa nha. Ở đây là mình dùng nước nóng nè. Rồi cái nước này á là mình đã pha ấm rồi nha các bạn, thường á là 1.5 lít. Thì bỏ khoảng chừng 25 muỗng, nhưng mà cái này mình chỉ bỏ khoảng 10 muỗng thôi, cho nó có muỗng sữa thôi các bạn. Sữa này là sữa công thức của em bé, mình bỏ vô mình quậy đều lên rồi mình rưới vô sữa rồi để cho nó uống để nhìn nhiều hơn nha. Rồi sau khi mình pha sữa xong á, nước này ấm nguội rồi, thì mình sẽ để vô 1 muỗng, mình sẽ để vô là khoảng 3 muỗng amốc nha các bạn, khoảng 500ml nước thì các bạn để vô là 1 muỗng amốc, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Cái này á là mình cho ăn nhiều, heo của mình ăn mạnh á thì mình pha nhiều, còn heo các bạn nếu mà có ăn ít hơn á pha lượng vừa đủ thôi nha. Cái này là một bịch cám mới nè, mình sẽ để vô khoảng 400g cám. Trong đây là còn khoảng 200g cám. Rồi cái này thì mình sẽ chia đều ra 2 máng cho nó uống nha các bạn. Các bạn ngâm tí xíu cám nó mềm ra, mà heo con đảm bảo các bạn là nó ăn nhiều, ăn càng thông luôn. Rồi cái này mình đợi khoảng 5 phút là mình cho nó ăn nha. Buổi chiều ngày thứ hai nè các bạn, buổi chiều nó đòi ăn nè, lúc trưa là mình bỏ cám cho nó ăn hết.
rồi nó ăn nó làm máng dơ là mình rửa rồi. Cái bầy này là mình dời lại đây nha, hai bầy sát để mình so sánh. Giờ mình để cám xuống cho heo con ăn nha các bạn. Ở đây là bốn máng là mình mới pha nè, rồi giờ mình để xuống hai cái máng khô này trước cho nó ăn nha. Rồi giờ để máng khô này xuống đây, để cho nó ăn máng khô đó trước đi. Rồi ở đây để thêm một máng nữa, tiếp theo là để hai máng sữa cho nó ăn sau nha, nhiều quá các bạn. Rồi đây nè các bạn, đây là máng sữa nè, máng sữa này nhiều lắm nha, máng sữa này 400g lận với thêm 700ml nước nữa, nước sữa nữa. Rồi để cho các bạn bên đây nó ăn. Tách bầy ra các bạn trộn cám với amốc, đảm bảo các bạn là hiệu quả 100% nha. Amốc của mình là amốc ngọt nha các bạn. Nó ngọt mà nó ngọt lạnh chứ không phải là nó ngọt mà ngọt ngay, ngọt gắt đâu các bạn. Nó ngọt lợ lợ thôi nhưng mà nó lạnh lạnh nha. Các bạn cho ăn nước giống như mình nè, các bạn cho ăn cám cộng amốc cộng sữa giống như mình nè, heo nó mê ăn lắm, nó ăn no cành hông luôn, tại vì có sữa nó thơm hơn các bạn. Còn cái khô này á nó cũng vẫn ăn nhưng mà nó ăn ít hơn, nó ăn vừa no cái là nó nghỉ rồi. Còn bên đây á là dạng mà uống sữa nước đường, uống được nước sữa rồi cám thêm cám nó hơi mềm xíu nữa nó dễ ăn. Rồi bây giờ mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nè, nãy giờ mình đổ vô khoảng 2 phút rồi các bạn, là cái máng sữa bên đây á là nó ăn gần hết nè, còn cái máng khô bên đó là nó còn nguyên nha, nó bu về bên đây nó ăn không các bạn. Sữa nó thơm, nó ăn từ nhỏ tới lớn nó quen rồi. Cái bầy bên đây cũng vậy nè, nó ăn nè các bạn, gần hết rồi nè. Còn cám khô thì vẫn còn, cám khô thì nó ăn chậm hơn các bạn. Các bạn thử thử đi, cho ăn sữa giống vậy nè, không có tốn bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà con heo của mình nó tròn, nó bóng, nó mập hơn, nó phát triển nhanh lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cám khô thêm nha các bạn. Đây nó ăn gần hết rồi nè, mình bỏ thêm vô nha. Đó. Bên đây cũng vậy nè, mình sẽ để vô. Hai bầy này là mình để vô là ăn hết cái này là nó ăn một bầy ăn 1kg rồi đó các bạn. À, cái máng sữa là 400g, rồi cái máng khô là máng trước là 300g, đổ sau cái 300g nữa là 1kg rồi đó các bạn. 1kg nó ăn sơ này là gần hết 1kg rồi, thì bắt đầu là một chút nữa, khoảng chừng nửa tiếng nữa mình đổ thêm là nó ăn tới sáng là vừa các bạn. Hai máng này, máng mình trộn khoảng 300-400g nữa là ăn tới sáng là thiếu luôn á. Rồi hẹn các bạn ngày mai á, thì mình sẽ quay cho các bạn xem thêm nha. Quan trọng á, là các bạn tách bầy ra, các bạn trộn thuốc vô nó không bị tiêu chảy là heo các bạn ok rồi. Còn mà các bạn không có thuốc hoặc là không có sử dụng thuốc ngay từ nhỏ á, thì heo các bạn tách ra là nó bị chảy, nó bị chảy là ốm heo nhầm bầy mà các bạn chích cỡ từng không hết, nhiều khi có hao luôn á. Các bạn mới vào nghề các bạn không có nắm được cái cách mà cho ăn sau khi tách bầy á các bạn. Rồi hẹn các bạn ngày mai thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Hôm nay là tách bầy ngày thứ hai nha các bạn. Rồi hôm nay là buổi chiều ngày thứ tư nè các bạn, mình cập nhật tình hình cho các bạn xem nè. Ở đây á, là mình có bỏ cám viên cho nó ăn mà nó không chịu ăn, mình thấy mình để cái máng sữa đó các bạn, nó bu qua nó đòi ăn cái này không à, để cái này nó ngon nó dành ăn đó. Mấy con này nó cũng đòi ăn, cám viên vẫn có mà nó không ăn, mình để xuống cái này nè các bạn, nó sẽ ăn nhiều hơn. Ở đây là nửa ký cám với 700ml nước sữa nè. Đó, nó bu lại nó ăn cái này không à, nó bỏ cám viên nè các bạn. Ăn cái này á, heo mình nó ok, nó mập mạp lắm. Rồi ở đây mình để qua cho nó ăn nha. Hiện tại hôm nay là ngày thứ tư nha các bạn. Ngày hôm qua là ngày thứ ba thì mình đi công chuyện á, là mình không có quay cho các bạn xem. Rồi sẵn đây là mình quay cho các bạn xem để các bạn xử lý tình huống này nè. Đây, trường hợp mà các bạn gặp phân heo mà nó bị sệt giống vậy nè, thì các bạn pha một muỗng cà phê amốc cho 30c nước, cho nó uống khoảng 5-10c, uống sáng trưa chiều, uống 1-2 ngày là nó hết các bạn. Những con trường hợp mà nó đi phân sệt nha, hoặc là các bạn tăng liều amốc lên. Đây bên đây nó bỏ cám viên rồi, đây cám viên bên đây luôn nè các bạn, nó bỏ nó không ăn, khi nào nó ăn hết cái đó nó mới qua đây nó ăn nữa.
Hôm nay là ngày thứ tư nha các bạn. Tách bầy ra các bạn trộn thuốc, các bạn cứ cho ăn thoải mái đi, không có bị tiêu chảy đâu. Các bạn đừng có lo, các bạn tập ăn từ lúc theo con theo mẹ giống như mình vậy đó. Mình sẽ bao về cái vấn đề tiêu chảy cho các bạn luôn. Hoặc là cái vấn đề gì các bạn chưa nắm á, các bạn cứ liên hệ Zalo trên góc màn hình của mình đó. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn xem thêm nha. Hôm nay là ngày thứ tư rồi các bạn. Trời ngoài mưa đó các bạn. Ngày nào cũng mưa chứ. Các bạn nhìn thấy phân đó nè. Hôm nay là ngày thứ tư nè. Phân thực tế nha các bạn. Cái này mình rửa sàn rồi, bây giờ nó đi phân mới nè. Phân thực tế nha. Bên đây là có một con sệt nè. Các bạn pha amoc giống như mình vậy đó. Đút cho nó hoặc là tăng liều amoc vô cái máng sữa luôn. Bên đây thì ok hết các bạn. Phân bên đây thì ok hết nha. Để mình bắt đèn lên nè. Đây phân bên đây phân cục ok hết nè. Mình bao về cái vấn đề tiêu chảy cho các bạn luôn. Bên đây thì có con sệt nè. Thì các bạn làm giống như mình nói vậy đó. Trong video này là hình ảnh thực tế nha các bạn. Mình cập nhật tình hình này ăn liên tục từ 5 đến 10 ngày. Nếu mà heo của các bạn không có tiêu chảy, khỏe mạnh bình thường thì các bạn có thể ngưng amoc. Hoặc là các bạn chuyển sang đổ nước cho đến 20kg cũng được nha các bạn. Đối với trường hợp mà heo thịt, heo lứa, để mình quay heo lứa cho các bạn xem. Đây bên đây là heo lứa nè các bạn, mình quay cho các bạn xem. Đối với trường hợp mà heo bự như vậy nè, thì 2 tuần các bạn đổ nước cho nó liên tục từ 3 đến 5 ngày liên tục, để cho nó có kháng sinh trong người nó, để cho nó tăng sức đề kháng lên, để cho nó mạnh khỏe nha các bạn. Đây đàn heo này khoảng 20-30kg nè. Ok hết các bạn. Cái này á, là mình có trộn thêm thuốc viêm phổi để phòng ngừa cho nó nữa các bạn. Heo con bên bển thì mình thấy có một số con lông nó không được sung á, thì ngày mai mình cũng sẽ trộn thuốc cho nó luôn. Rồi quay trở lại với đàn heo con nè các bạn. Mình để nửa ký cám và 750ml nước sữa thì nó uống hết rồi nha. Bên đây cũng vậy luôn. Con nào nó ăn cái bụng nè, các bạn coi cái bụng đó nè. Trong bóng luôn nè. Đó, nó ăn phình bụng luôn. Bên đây nó còn đói nữa nè, mình sẽ làm một cử nữa cho nó nha. Để mình đổ thêm. Cái này là ở đây á, là do nó vừa mới ăn á, là mình không có đi rửa và mình đổ cám vô rồi mình đổ ít sữa cho nó ăn nha. Bày bên đây cũng vậy nè các bạn. Nửa ký cám, cái bọc này là 1 ký nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước sữa vô cho nó. Mình để cám khô vô thì nó vẫn ăn bình thường, nhưng mà có nước sữa thì ok hơn. Nước sữa này đã pha amoc nha các bạn. Các bạn phải pha amoc vô mới được nha. Cái amoc là điều trị tiêu chảy để hạn chế tiêu chảy cho nó nha. Có nước sữa vô thì kích thích nó ăn nhiều hơn. Nó ăn cử này nữa là no rồi bắt đầu khô máng thì mình sẽ để cám khô cho nó ăn tới sáng nha các bạn. Hôm nay là buổi chiều nha. Rồi chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Heo của mình hôm nay là buổi sáng ngày thứ năm nha các bạn. Đây mình chưa làm vệ sinh nữa nè. Buổi sáng thì mình sẽ cập nhật tình hình, mình quay phân cho các bạn xem. Hôm qua mình để cái máng này hơn nửa ký nè, cái máng đó hơn nửa ký mà sáng nay là hết rồi đó. Bây giờ nó đòi ăn nè các bạn. Bây giờ quay phân cho các bạn nha. Đây phân ở dưới sàn nè các bạn. Cũng giống như ngày hôm qua vậy đó. Phân ở trên nè. Có một con, hai con gì đó đi sệt sệt. Nhưng mà cái này là sệt khô nha các bạn. Đây phân ở trên phân cục nè. Rồi qua bầy bên đây. Đây các bạn thấy phân nó đi không? Hôm nay là ngày thứ năm rồi đó. Nếu mà nó chảy là ngày thứ hai, thứ ba rồi nó chảy banh hết rồi các bạn. Các bạn cho ăn nhiều mà không trộn amoc giống như mình á là nó chảy hết các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rửa mấy cái máng này rồi mình cho nó ăn quay cho các bạn xem nha. Sẽ để xuống cho đàn heo mình ăn nha các bạn. Làm không kịp nó luôn các bạn ơi. Cái này có làm sao thì mình quay thực tế vậy nha. Đây phân heo vệ sinh buổi sáng chưa có vệ sinh nữa nè. Cái này có làm sao thì thực tế mình quay vậy cho các bạn, để các bạn nắm được là nó đi phân sao, rồi sáng cái sàn của mình sao. Chứ bây giờ mà đợi mà rửa sàn xong bắt heo qua chỗ khác, rồi rửa sàn xong rồi bắt trở lại nữa thì làm video chắc tới chiều luôn á các bạn. Tại vì các bạn buổi sáng
trời chưa nắng hết trơn á, các bạn rửa sàn, các bạn tắm nó nữa thì nó sẽ lạnh nó ho, thì các bạn không phát hiện được con nào nó bị phổi nặng thì nó quay qua thở bụng, thì các bạn không điều trị được thì nó hao luôn. Nên các bạn hạn chế là tắm buổi sáng buổi chiều, các bạn chỉ đợi trời nắng lên các bạn tắm thôi. Chứ heo nhỏ quá thì các bạn cũng hạn chế tắm, các bạn chịu khó bắt ra chỗ khác, các bạn rửa sàn đi rồi các bạn bắt lại vô cũ. Rồi để mình để thêm một máng nữa cho nó ăn nha. Đổ thêm nè các bạn. Đây máng mình đây. Châm thêm cho nó ăn nha. Nó ăn với cái này nó ăn nhiều lắm, nó ăn mạnh lắm. Hôm nay là ngày thứ 5 nha các bạn nhìn phân nhìn đít nó nha. Nếu mà nó có tiêu chảy thì các bạn không có trộn thuốc nó tiêu chảy thì 3-4 ngày nay nó chảy banh hết các bạn. Chảy là heo của mình là xuống cấp luôn rồi. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi mà cho ăn thoải mái, không bị vấn đề gì hết. Các bạn nhớ làm E. coli sưng phù đầu trên nái hoặc là làm trên heo con nha, để heo của mình khỏe mạnh, không bị E. coli nha. Các bạn làm trên nái thì 100 ngày mang thai thì các bạn làm một liều vaccine nha. Còn mà các bạn không làm trên nái thì các bạn làm trên heo con. Khi mà heo con đẻ ra là từ 3 đến 20 ngày, tùy theo loại thuốc, tùy theo cái chỗ bán, các bạn hỏi cái chỗ bán hướng dẫn cho các bạn tiêm. Rồi một tí nữa thì mình rửa sàn này cho nó sạch các bạn. Dơ quá là nhiều bạn vô chê lắm. Nhưng mà không có hình ảnh video thực tế thì các bạn không nắm được đâu. Còn các bạn muốn đẹp thì mình cũng vẫn quay đẹp được mà. Mình rửa sàn sạch xong, rửa đầu mình dội phân sạch, mình để cho nó ăn, nhưng mà các bạn không nhìn được thực tế. Cái này chủ yếu là cho các bạn mới, các bạn nắm được để cho các bạn chăm hiệu quả. Còn mà nhìn đẹp mắt thì không thực tế, không hiệu quả đâu các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bên đây thì chắc khoảng 3 tuần nữa thì nái mình mới đẻ các bạn. Đây là mẹ con nè. Hồi lứa trước thì hai mẹ con cũng nằm vậy, lúc mình sửa chuồng á. Rồi bây giờ hai mẹ con mình cũng cho nằm như vậy luôn nha, kế bên luôn. Cái con này là F3 nè, ba máu nè. Con bên đây là F4 nè. Con đó là mẹ của con này. Lứa trước là hai con đều đẻ 15 hết. Lứa này chắc đẻ ít rồi các bạn. Mình phối tinh địa phương thì mình thấy nó bụng hai con này nhỏ rồi, chắc đẻ ít rồi. Trở lại đàn heo của mình nè các bạn. Giờ nó dồn qua bên đó ăn, bên đây hết rồi. Giờ chăm thêm cho nó nữa nè. Ăn tự do, các bạn cứ cho ăn tự do đi, không có sợ vấn đề tiêu chảy đâu. Nếu mà tiêu chảy thì heo mình đã tiêu chảy rồi. Các bạn cứ kết bạn Zalo, các bạn nhắn cho mình đi. Tại vì những anh chị trước đã áp dụng theo cách của mình, thành công 100% hết mà. Các bạn cứ yên tâm đi. Các bạn cho ăn đâu giống như mình hướng dẫn, chọn đúng thuốc, đúng bệnh thì heo của các bạn khỏe mạnh bình thường thôi. Đây nè, các bạn thấy nái của mình không? Sáng mình mới chỉ hốt phân thôi chứ chưa dội sinh, chưa dội chuồng hết trơn nè. Nó dơ các bạn thấy chưa? Đó. Rồi hôm nay là ngày thứ 5 á, heo của mình không bị tiêu chảy là ok nha các bạn. Mình hẹn gặp các bạn là 3 tuần nữa với clip heo đẻ kế tiếp nha.